Từng được cho là kẻ thù không đội trời chung, Minh Tú nói gì trước thời khắc Lan Khuê cất bước theo chồng? Đám cưới của Lan Khuê chính thức diễn ra, Minh Tú bất ngờ gửi lời chúc phúc tới đồng nghiệp từng thân thiết trên mạng xã hội. Hôm nay 4 tháng 10, hôn lễ của hoa khôi áo dài Lan Khuê và đại gia Tuấn John sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi công đoạn chuẩn bị cho ngày hạnh phúc của cặp đôi đã được gấp rút hoàn tất. Lan Khuê đã sẵn sàng theo chàng về dinh. Ai cũng háo hức chờ đợi giây phút hoa khôi mặc váy cưới lộng lẫy bước lên lễ đường. Trước khi đám cưới của Lan Khuê chính thức diễn ra, người mẫu Minh Tú bất ngờ có lời nhắn nhủ tới đồng nghiệp từng thân thiết trên mạng xã hội. Dù thế nào đi chăng nữa, thành tâm chúc bạn trăm năm hạnh phúc, Minh Tú viết. Trước đó, Minh Tú và Lan Khuê từng được biết đến là đôi bạn rất thân của làng mốt Việt. Họ cùng tham dự cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2013 và giành được những giải thưởng đáng tự hào. Tuy nhiên, chỉ ít năm sau đó, hai người đẹp có những khúc mắc và khó có thể thân thiết như xưa. Scandal hoa đổi đồ năm 2016 được cho là mồi lửa đốt cháy tình bạn thân thiết giữa Lan Khuê và Minh Tú. Cụ thể, sau một show diễn thời trang lớn tại Hà Nội, Minh Tú bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân về việc bị đổi đồ trước giờ mở màn. Người khiến chân dài bức xúc là vedette mang danh hoa của show diễn đó. Không chỉ đích danh ai nhưng hoa khôi Lan Khuê, vedette của show diễn thời trang đó được cho là đối tượng mà Minh Tú hướng tới. Nhận thấy đồng nghiệp có hiểu lầm nào đó, Lan Khuê viết một status lên trang cá nhân và tắt tên đồng nghiệp để làm rõ. Sau khi hoa khôi lên tiếng, cả hai đã xóa bỏ hiểu lầm. Nhưng sau sự việc này, họ không còn nói chuyện với nhau nữa. Ngay cả khi chạm mặt trong một số sự kiện giải trí hay các show diễn, hai chân dài cũng coi như không có sự tồn tại của đối phương. Một năm sau scandal hoa đổi đồ, hai chân dài bất ngờ cùng xuất hiện tại The Face 2017 với tư cách huấn luyện viên. Những màn cãi vã tay đôi của hai chân dài khiến nhiều người đồn đoán nguyên nhân là thù xưa vẫn chưa thanh toán hết. Thậm chí trong một tập phát sóng, màn xô đẩy của Minh Tú Lan Khuê còn khiến ekip hai bên cãi nhau như chợ vỡ trên mạng xã hội. Tưởng đã cạch mặt nhưng cặp chân dài vẫn chụp ảnh chung trong một sự kiện sau đó. Đám cưới Trường Giang, Đại Nghĩa vô tình tiết lộ thời gian Diệu Nhi kết hôn. Rất nhiều các fan đang mong ngóng thông tin mà MC Đại Nghĩa vừa vô tình tiết lộ sẽ sớm trở thành hiện thực. Mới đây trên mạng xã hội, các fan của Diệu Nhi và anh Tú vừa truyền tay nhau rần rần đoạn clip chia sẻ của MC Đại Nghĩa. Theo đó, trong ngày vui của cặp đôi Trường Giang Nhã Phương, Đại Nghĩa là người dẫn dắt cả hai thực hiện các nghi thức xuyên suốt lễ cưới. Được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này, nam MC cũng không ngừng xúc động. Bên cạnh đó, trong lúc gửi lời nhắn nhủ đến hai người em, Đại Nghĩa còn hài hước tâm sự, cái số anh là làm MC cho đám cưới nghệ sĩ, anh tiết lộ. Mới nói với Đông Nhi, ông Cao Thắng, khi nào cưới nhớ nói anh tới anh làm MC. Quay sang nói với Diệu Nhi, năm sau cưới, nhớ hú anh tới làm luôn. Chia sẻ của Đại Nghĩa đã khiến nhiều người bất ngờ, bởi lẽ điều này vô tình tiết lộ thời gian đám cưới của diễn viên chiến dịch chống ế. Từ bấy lâu nay các thông tin liên quan đến chuyện tình cảm thì Diệu Nhi và anh Tú đều giấu kín. Diệu Nhi, anh Tú là những diễn viên trẻ đều bước ra từng sân khấu kịch và nhanh chóng nhận được sự yêu mến của công chúng. Cả hai hẹn hò được hơn 2 năm và mối tình của họ cũng bắt đầu từ khi làm việc chung nơi. Tuy nhiên có thời điểm cặp đôi liên tiếp vướng vào nghi vấn chia tay. Nhưng sau đó thỉnh thoảng vẫn thấy họ cùng đi du lịch, chỉ là không chia sẻ về nhau trên mạng xã hội. Chính việc đi chung như thế này phần nào cũng khẳng định chuyện tan vỡ là không xảy ra. Được biết cả hai nhân vật chính đều muốn hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc và muốn nhắc đến mình bằng những sản phẩm chỉnh chu thay vì chuyện yêu đương cá nhân. Nhà sản xuất phim Chú ơi đừng lấy mẹ con phản bác lại Thành Lộc, nói lời chua chát về Kiều Minh Tuấn an nguy. Kiện không phải để đòi tiền, trong buổi chia sẻ vừa diễn ra với báo, bà Dung Bình Dương một lần nữa khẳng định việc khởi kiện là có và bà chắc chắn sẽ làm. Đến giờ này hai bạn An Nguy và Kiều Minh Tuấn vẫn im lặng và không có một lời xin lỗi nên tôi sẽ nghiên cứu hồ sơ để khởi kiện. Tôi kiện không phải vì tiền hay vật chất, tôi không cần các bạn trả lại tiền đầu tư cho, rồi mà muốn hai bạn cũng như các bạn diễn viên khác có một bài học, bà Dung Bình Dương nói.
Nhà sản xuất cho biết tiền bạc mất đi có thể tìm lại được, còn danh dự thì không. Chính vì vậy, mục đích khiến bà Dung Bình Dương muốn khởi kiện trước tiên là để minh oan rằng bản thân không tham gia vào việc PR phim gây phản cảm bằng scandal. Tiếp đó là để an nguy và Kiều Minh Tuấn biết rằng mình đã làm sai. Nhà sản xuất cũng cho hay bà rất bức xúc và không đồng ý mời hai diễn viên này hợp tác trong các dự án sắp tới. Hai bạn đã làm ảnh hưởng tới rất nhiều người, đặc biệt là làm khán giả phản cảm. Tôi cần hai bạn xin lỗi, nhưng hai bạn im lặng, giống như dùng muối sát vào tim tôi. Tôi không giết các bạn, nhưng các bạn lại giết tôi, hại đến sức khỏe của tôi. Các bạn không hề quan tâm đến đồng tiền của nhà sản xuất và hàng trăm người trong ekip của bộ phim. Không nhận được lời xin lỗi nào, tôi rất bức xúc, bà Dung Bình Dương nói. Ngoài ra, bà Dung Bình Dương còn tiết lộ căn cứ được bà dùng để khởi kiện sẽ là hợp đồng dịch vụ ràng buộc giữa An Nguy và Kiều Minh Tuấn và công ty sản xuất phim. Theo đó, trong hợp đồng có một điều khoản quy định về việc diễn viên cần giữ hình ảnh cá nhân trong thời gian làm phim. Nội dung cụ thể các điều khoản này sẽ được bà Dung công bố sau khi có phán quyết từ tòa án. Tất cả chỉ là rủi ro nghề nghiệp. Tuy khẳng định bức xúc và sẽ kiện An Nguy và Kiều Minh Tuấn, nhưng nhà sản xuất Dung Bình Dương vẫn dành nhiều lời khen cho hai diễn viên về tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Bà khẳng định việc An Nguy và Kiều Minh Tuấn bày tỏ tình cảm khiến bà bất ngờ. Bởi trong quá trình làm phim, bản thân bà nhiều lần đến trường quay nhưng không hề nghe bất cứ thông tin phản ánh nào của ekip rằng hai người có cử chỉ thân mật như yêu nhau. Từ khi khởi quay đến lúc đóng máy, bà Dung Bình Dương thấy An Nguy và Kiều Minh Tuấn biểu hiện hết sức bình thường. Đứng trước câu hỏi liệu đây có phải là chiêu PR phim của các Phượng, bà Dung Bình Dương phủ nhận và cho rằng tất cả có lẽ chỉ là rủi ro nghề nghiệp. Đến giờ này tôi vẫn nghĩ các Phượng là người tốt. Tôi thường xuyên nói chuyện với các Phượng sau khi sự việc xảy ra. Vì nếu Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau thật thì người đau khổ nhất là các Phượng chứ không phải tôi. Tôi nghĩ tất cả chỉ là do rủi ro nghề nghiệp, các Phượng không bao giờ làm điều đó với tôi, bà Dung Bình Dương nói. Nhà sản xuất phim còn thẳng thắn phản biện lại lời phê bình gây chú ý của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, cho là nhắm đến trường hợp vai diễn phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Nghệ sĩ Thành Lộc từng chia sẻ, đứng về mặt nghề nghiệp mà nói thì người nhập vai mà thoát vai không được là những diễn viên diễn dở, mà nói nặng hơn là diễn viên nghiệp dư, không phải diễn viên chuyên nghiệp. Bà Dung cho rằng lời phê bình này là sai, xin lỗi nghệ sĩ Thành Lộc, nhưng việc phê bình của anh là không đúng. Diễn không thoát vai được không phải là diễn dở, thoát vai hay không là cảm nhận riêng của từng diễn viên. Cũng như có người không học thuộc bài, còn có người lên lớp 12 vẫn thuộc bài từ lớp 1 vậy. Bà Dung tiết lộ thêm, vai nữ chính ban đầu không dự định cho An Nguy thủ vai mà muốn nhắm đến các tên tuổi nổi tiếng hơn. Lúc đó tôi thấy An Nguy cũng dễ thương và yêu nghệ thuật. Tôi muốn mời các diễn viên lớn như Ninh Dương Lan Ngọc hay Diễm My 9X, nhưng họ đều bận lịch quay phim khác nên không thể tham gia, bà Dung chia sẻ. Choáng với hình ảnh xuống sắc trầm trọng của soái ca Quách Ngọc Ngoan ở hiện tại. Quách Ngọc Ngoan là một tên tuổi có tiếng trong làng điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, theo những hình ảnh gần đây của chàng diễn viên được chia sẻ bởi một hội nhóm, thì anh đã không còn phong độ như ngày xưa. Nam diễn viên đã trở nên già hơn so với lần trở lại mới nhất. Thậm chí nếu không quan sát kỹ thì cũng không tài nào nhận ra đây là nam diễn viên khát vọng thăng long. Không thể tin được người đàn ông này là Quách Ngọc Ngoan. Bên cạnh Quách Ngọc Ngoan là người vợ khá nhiều điều tiếng của anh, nữ đại gia Phượng Channel. Có vẻ như cả hai cùng đi tham gia một buổi tiệc sinh nhật bạn bè chung. Tuy mất hút khá lâu và vừa mới trở lại, nhưng Quách Ngọc Ngoan ngày nay đã không còn là Quách Ngọc Ngoan của ngày xưa nữa. Bây giờ thì trông anh đã xứng đôi hơn với người vợ hơn mình 7 tuổi. Kể từ khi chia tay người vợ cũ Lê Phương thì có vẻ nhan sắc của Quách Ngọc Ngoan đã bắt đầu xuống dốc. Điển hình là trong lần trở lại mới nhất thì anh cũng đã không giữ được phong độ như ngày nào. Và bức hình vừa rồi là đỉnh điểm cho việc Quách Ngọc Ngoan đánh mất đi danh hiệu soái ca. Nhan sắc Quách Ngọc Ngoan đã xuống cấp gần đây. Còn đâu anh Ngoan trong quá khứ của bao cô gái. Bộ phim Người Bất Tử sắp ra rạp tới đây là sản phẩm mới nhất của chàng diễn viên. Thôi thì hy vọng sẽ gỡ gạc được hình ảnh của anh trong mắt công chúng. Nưu Phước Thịnh không sợ bị kiện, chính thức khiêu chiến với thái độ cực gắt. Nam ca sĩ không hề lo lắng e ngại trước đơn kiện bồi thường khoảng 1 tỷ đồng. Nưu Phước Thịnh hiện đang gặp rắc rối lớn liên quan đến vấn đề bản quyền. Cụ thể, đoạn nhạc ngắn xuất hiện trong MV Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi nằm trong ca khúc đầu quay thuộc sở hữu của Jack Hamsey. Chính vì vậy, rapper người Mỹ đã đâm đơn kiện gửi tới Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, loạt yêu cầu hoàn toàn từ phía Zach Hamsey cũng là điều khiến khán giả quan tâm. Noo Phước Thịnh phải xóa vĩnh viễn MV khỏi các phương tiện lưu trữ, trang mạng, bồi thường thiệt hại về vật chất được đưa ra là 500 triệu đồng, bồi thường thiệt hại tinh thần 50 triệu đồng, thanh toán chi phí thuê luật sư 300 triệu đồng. Chưa hết, Noo Phước Thịnh còn phải xin lỗi công khai Zach Hamsey trên truyền thông và hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổng bồi thường ước tính lên tới 850 triệu đồng. Cách đây ít giờ, Noo Phước Thịnh đã đăng tải status thể hiện thái độ của mình lên cả trang cá nhân lẫn fanpage. Nghe nói sáng nay Bảo Tố lại về với anh. Để uống hết ly cà phê rồi tính, rõ ràng nam ca sĩ không tỏ ra chút lo âu bối rối mà khá quyết liệt sẵn sàng đương đầu với ồn ào. Hiện tại Noo Phước Thịnh đã thuê luật sư để làm việc với bên Zach Hamsey và chưa đưa ra thông báo chính thức. Status của Noo Phước Thịnh nhận được nhiều khích lệ từ đồng nghiệp, bạn bè và fan hâm mộ. Tưởng chừng đã giải quyết ổn thỏa từ vài tháng trước, MV của Noo Phước Thịnh lại gặp sóng gió.